Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạt Get Go. Mình là Đạt và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến khám phá thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, nổi tiếng với không khí mát mẻ quanh năm nè và những cảnh đẹp mê hồn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với ngày mới bằng thưởng thức món ăn sáng đặc trưng ở Đà Lạt nha. Điểm đến đầu tiên của chúng ta sáng nay là một quán bánh mì xíu mại. Mình thì lựa chọn một cái quán xíu mại ven đường thôi các bạn, vì sáng nay cực kỳ đông người luôn. Chạy cả nửa tiếng đồng hồ mới tìm được quán. Nếu bạn đã từng đến Đà Lạt mà chưa thử qua món này thì coi như chưa đến Đà Lạt đâu nhé. Buổi sáng ở Đà Lạt thật sự rất đặc biệt luôn, không chỉ bởi không khí mát mẻ, trong lành mà còn bởi những món ăn ngon miệng như bánh mì xíu mại nè. Đó là một cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới ở Đà Lạt các bạn. Đông khách quá hay sao, mấy người trước thì được cái chảo gang đẹp quá, còn mình được cái chảo giống như chảo chiên cá nhà vậy các bạn. Thịt xíu mại ở đây thì rất mềm nha, thấm đẫm gia vị và nước sốt thì đậm đà luôn. Kết hợp với bánh mì giòn gụm thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo luôn các bạn. Đà Lạt lúc này thì khách du lịch cũng khá là đông các bạn, nên việc tìm quán và di chuyển cũng khá là bất tiện. Nhưng mà mình vẫn thích đi Đà Lạt lắm luôn. Đồ ăn nè, thoải mái nè, tới tần tật cái gì cũng thích cả các bạn. Sau khi thưởng thức bữa sáng tuyệt vời á, chúng ta sẽ đến một quán cà phê rất đặc biệt ở Đà Lạt luôn. Một cái quán tên khá là lạ ha, quán cà phê Đôi Dép. Quán này nổi bật với màu xanh dương tươi mát nè, và những cụm đèn lồng màu đỏ và hoa rực rỡ luôn các bạn. Khi bước vào quán Đôi Dép, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được không khí ấm cúng và phong cách trang trí độc đáo nè. Quán có cụm đèn lồng treo lơ lửng, tạo nên một khung cảnh rất là lãng mạn và ấn tượng luôn. Không chỉ có đồ uống ngon, quán cà phê Đôi Dép còn rất nhiều góc chụp ảnh đẹp nè, từ những cụm đèn lồng cho đến những chi tiết trang trí nhỏ xinh. Đây thật sự là một địa điểm lý tưởng để thư giãn và chụp ảnh kỷ niệm đó các bạn. Hãy cùng mình đi một vòng quán cà phê Đôi Dép để khám phá thêm nhé. Quán cà phê Đôi Dép còn có một khu vực đặc biệt là khu vực bán trà, bánh và sáp thơm đó các bạn. Ở đây bạn có thể tìm thấy những sản phẩm độc đáo và thơm ngon để mang về làm quà hoặc là tự thưởng thức ha. Một điểm nổi bật khác của quán cà phê Đôi Dép chính là cách trang trí độc đáo và tinh tế các bạn. Quán sử dụng những chiếc đèn chùm màu vàng và thiết kế độc đáo, tạo nên không gian ấm cúng và sang trọng. Những chiếc đèn chùm này không chỉ chiếu sáng mà còn tạo nên một điểm nhấn tuyệt vời cho không gian quán luôn. Ngoài ra còn một chiếc đồng hồ vàng kiểu cổ điển nè, làm cho không gian quán thêm hoài cổ và lãng mạn ha. Và bây giờ hãy cùng mình thưởng thức một chút đồ ăn tại quán cà phê Đôi Dép ha. Ở đây có hai món ăn được nhiều người lựa chọn là món bún bò và món hủ tiếu khô nè. Thì mình lựa chọn món bún bò nhé. Wow, thật là tuyệt vời, nước dùng đậm đà, thịt bò mềm ngọt. Đây thật sự là món ăn tuyệt vời để thưởng thức tại quán cà phê Đôi Dép nha. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển qua Villa Bình An, thì mời các bạn theo chân mình nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến Villa Bình An, một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt. Nơi đây không chỉ đẹp mà còn lý tưởng để chụp ảnh và ngắm hoa nữa các bạn ơi.
Mỗi góc của Villa Bình An á đều có thể trở thành một bức ảnh tuyệt đẹp. Các bạn hãy cùng mình khám phá và chụp nhiều bức ảnh đẹp nha. Khu vực sảnh của villa được trang trí với những đồ vật trang nhã, tạo nên một không gian sang trọng và ấm cúng. Đây là một nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ nè. Và khi ra ngoài, chúng ta sẽ bắt gặp một khu vườn hoa rực rỡ tại Villa Bình An. Khu vực vườn hoa này chính là điểm nhấn tuyệt vời của villa này luôn. Những dải hoa đỏ rực rỡ nè, hấp dẫn và tạo một không gian thơ mộng và lãng mạn luôn. Có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp mắt tại đây. Và bây giờ thì hãy cùng Đạt đi dạo quanh một khu vườn hoa và khám phá những điều thú vị nha. Có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp mắt tại đây, từ những lối đi nhỏ nè, tới những cổng trang trí, bạn có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng và độc đáo luôn. Cảm giác thú vị nhất khi đến Villa Bình An chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa khu vườn hoa đẹp mắt nè và set trà chiều tuyệt vời. Nhìn khu vườn hoa rực rỡ này kết hợp với set trà chiều thơm mát thật là một điều trải nghiệm đáng nhớ luôn á. Cảm giác thư giãn và tận hưởng không gian yên bình ở khu vườn hoa cùng với hương vị ngọt ngào của trà chiều tạo nên một không gian tuyệt vời cho những cuộc trò chuyện và thư giãn ha. Như một điểm nhấn độc đáo, Villa Bình An không chỉ chú trọng vào việc trang trí khu vườn hoa và sảnh lớn mà còn đầu tư kỹ lưỡng cho khu vực nhà vệ sinh dưới tầng sảnh luôn. Vào khu vực này, bạn sẽ bất ngờ trước sự đẹp mắt và sang trọng. Tường được trang trí màu sắc tinh tế, kết hợp với các chi tiết trang trí độc đáo luôn. Từ những bức tranh tường đẹp mắt đến những đồ trang trí nhỏ xinh, mọi thứ đều được bài trí một cách tinh tế và chăm chút. Dù chỉ là một khu vực nhỏ, nhưng Villa Bình An đã chứng minh rằng mọi chi tiết đều được quan tâm và chăm sóc, tạo nên một không gian ấn tượng và thú vị cho du khách luôn. Chuẩn bị tột xuống nha. Sẵn sàng chưa? Ba. 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 Từ từ thôi nghe. Từ từ, từ từ.
Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi hái dâu nha. Vườn dâu ở đây có tên là Berry Valley nha các bạn. Let's go nào. Nếu các bạn đã từng xem video của Đạt thì cũng đã thấy Đạt đã đi vườn dâu này một lần rồi đúng không? Nhưng mà vì nó quá ngon các bạn ơi, và tự tay mình hái những trái dâu và thưởng thức tại vườn luôn á, thì nó quá tuyệt vời đi, nên là phải có lần thứ hai rồi các bạn. Tại đây bạn có thể tận hưởng trải nghiệm hái dâu tươi sạch trực tiếp tại vườn luôn. Khu vườn dâu này sẽ cung cấp cho mình hai loại dâu phổ biến, đó là dâu Nhật và dâu Hàn. Dâu Nhật được đánh giá cao về kích thước và hương vị tươi ngon, vì vậy Đạt đã lựa chọn dâu Nhật để thưởng thức. Cảm giác hái dâu trực tiếp từ vườn là một trải nghiệm đặc biệt và thú vị luôn á. Cùng với hương vị ngọt ngào của trái dâu, thật sự là một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày dài khám phá Đà Lạt. Hái được mấy trái rồi? Hái được mấy trái nè, bây giờ đi kiếm chỗ bự hái nè. Vườn dâu không chỉ là nơi để hái trái cây tươi ngon, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những bức ảnh đẹp và đáng nhớ ha. Bây giờ thì bắt đầu đi hái dâu thôi các bạn. Dâu ở đây là dâu Nhật nha, trái rất là to và tròn. Toàn là dâu to thôi các bạn ơi. Nhìn đây nè, bự quá. Ở đây còn một trái rất là to luôn các bạn. Thấy chưa, thấy chưa? Wow, quá to quá đã. Bao nhiêu trái rồi? Hái được rất nhiều trái bự. Cái gỗ đâu? Đây. Rổ bên cầm rồi. Đâu đâu, đưa cho cái tay coi coi. Quá bự. Quá. Đây nữa. Đó. Kèn, hồi hái nhiều vậy? Quá đã luôn. Quá đã luôn nha. Nặng không mày Vân cho? Không nặng. Mọi người ơi, con khoe mọi người. Đào coi sao. Sau khi hái trái dâu tươi ngon từ vườn á, thì mình không thể chờ đợi để thưởng thức ngay. Với vẻ quyến rũ và mùi hương hấp dẫn nè, những trái dâu Nhật tươi ngon làm tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Chấm cùng với muối xí muội nữa thì mỗi miếng dâu vừa thơm vừa ngọt, vừa dẻo lại vừa mềm mịn, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt và không thể quên. Và không gì tuyệt vời hơn á, là thưởng thức trái dâu tươi ngon tại vườn cùng với gia vị đặc biệt như là muối xí muội các bạn à.
quá ngon luôn các bạn nè. Cắn đi. Con dương sóc mà đi chầm thì hết mà hái không có được nửa rổ. Một con đi hái năm hái. Nãy nãy hái được. Cái hái là dâu nhỏ dâu hơn. Vô. Cá đâu dâu hơn. Và Đạt xin tạm ngừng video tại đây. Nếu cảm thấy hay á, thì mời các bạn cùng like, share và subscribe video của Đạt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.